một bộ phim kinh dị, bí ẩn với những tình tiết mờ ám trong quá khứ liệu có bị phanh phui? Khi bị đẩy đến đường cùng, bản năng sinh tồn của loài người mới thực sự bộc phát. Mở đầu phim là cảnh một cô gái với chiếc váy trắng mỏng sợ hãi chạy trong rừng phủ đầy tuyết trắng và vô tình rơi xuống bẫy chết người. Một người bí ẩn nhìn từ trên xuống và rời đi khi tận mắt chứng kiến con mồi đã chết. Quay trở về năm 1996 tại bang New Jersey, đội bóng nữ đã thành công giành chức vô địch bang và nhận tấm vé tiến thẳng đến giải đấu quốc gia. Câu chuyện kể về đội bóng nữ nổi tiếng với biệt danh áo khoác vàng của trường cấp 3 với những giải thưởng và thành tích đáng nể. Hiện tại áo khoác vàng đang là đội bóng vô địch giải bóng đá nữ cấp bang. Độ phủ sóng và sự nổi tiếng của các cô nàng luôn khiến mọi người vui mừng. 1996 là năm mà mọi chuyện được bắt đầu. Đội bóng nữ tính cả dự bị, tiền bối và hậu bối xương xương khoảng hơn 20 bạn. Trong đó Zicky là đội trưởng với cô bạn thân tên Sona. Như thường ngày khi cô bạn Sona ngồi đợi trước nhà để đón Zicky đi học, thì vô tình thấy cảnh hai cô cậu vừa chim chuột lén lút rời đi. Hai cô nàng trò chuyện về sự việc ban sáng và cười đùa, mặc dù nhìn khá lẳng lơ, nhưng Zicky lại vô cùng coi trọng về lần đầu của bản thân. 2021 là thời gian hiện tại khi mọi người đã quay trở về cuộc sống thường ngày, Sona giờ đã có gia đình nhỏ. Cuộc sống bình yên của họ vẫn liên tục bị một cô phóng viên đến quấy rầy bởi muốn đào sâu về vụ rơi máy bay hồi đó. Tuy nhiên, dù có sống chết, nhưng Sona cũng không hề muốn hé răng nửa lời về những ngày tháng đó. Nát với cuộc sống nay đây mai đó, cô vẫn chẳng khác gì hồi còn trẻ, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ ra vào trại cai nghiện liên tục. Ti đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân đồng giới hơn 10 năm của mình cùng cậu con trai đáng yêu. Cô đang nỗ lực phấn đấu trong cuộc tranh cử chức thị trưởng của bang. Hồi còn đi học, Nát với vẻ ngoài vô cùng mạnh mẽ và điên cuồng, uống rượu, hút thuốc là điều bình thường với cô. Các cô gái của đội bóng đang trong phòng tập thay đồ và thư giãn trước giờ ra mắt với toàn trường. Đội bóng với thành tích đáng nể được mọi người cổ vũ rất hào hứng. Bởi tính cách háo thắng, Ti luôn khó chịu khi ai đó không đủ năng lực để khiến đội gặp nguy hiểm trong các trận đấu. Cô còn lên kế hoạch gây sức ép với hậu bối non kinh nghiệm. Trong trận đấu tập luyện, nhân cơ hội tranh giành bóng, Ti đã cố tình đạp vào chân của hậu bối khiến cô ấy gặp chấn thương nặng. Nhìn vết thương đến lòi xương của đồng đội khiến các cô gái hoảng đến tái mặt. Tối hôm đó, cả đội tham gia một bữa tiệc ngoài trời tại nhà của một anh khóa trên. Trong khi mọi người đang chơi rất vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, thì Sona đến kiếm chuyện với Ti vì cô cho rằng Ti đã cố tình khiến hậu bối bị thương. Cuộc cãi vã trở nên hỗn loạn, Zicky lớn tiếng ngăn cản và kêu cả đội rời đến chỗ vắng để giải quyết. Cô yêu cầu các thành viên phải nói ra những lời mình muốn nói với từng người trong đội. Để làm gương, đội trưởng Zicky đã nói ra những lời muốn nói với từng thành viên giúp mọi người thoải mái và tha thứ cho nhau. Sau đó mọi người quay trở lại bữa tiệc chơi đến tối muộn, khi mọi người đang dần ra về tàn tiệc, thì Nat vẫn đang thơ thẩn với tác dụng của thuốc lắc. Vì giờ giới nghiêm nên Zicky đã phải về nhà trước, Jeff là bạn trai của Zicky đã đưa Sona về nhà. Nhưng tưởng như bạn thân tri kỷ rồi cắn nhau không trượt phát nào. Sona chủ động hôn và làm tình với bạn trai của bạn thân ngay trên xe. Mỡ dâng miệng mèo sao cản nổi. Và thế là hai anh chị đã có một đêm ân ái nồng nhiệt ngay trên xe. Sáng hôm sau, là ngày mà đội bóng áo khoác vàng sẽ lên đường tham dự giải vô địch quốc gia. Mọi người đều chuẩn bị đồ đạc, tạm biệt gia đình và lên đường. Sona đã lựa chọn từ bỏ lời mời đến đại học cô mong muốn, để lên đường cùng cả đội. Họ được đưa đón bằng máy bay riêng của bố Loti. Cả đội gồm những thành viên chính, dự bị và huấn luyện viên, quản lý đội mọi người đều rất vui mừng và háo hức giải đấu sắp tới. Quay trở về thực tại, Sona kết hôn với Jeff và có một cô con gái lớn nhưng cách cư xử và hành động vô cảm và không suy nghĩ. Cuộc sống gia đình gần như tẻ nhạt trôi qua. Vì lo lắng khi thấy cô bạn mình xuất hiện trên TV khiến Sona gọi điện và muốn gặp nói chuyện. Sona không muốn câu chuyện của họ bị đào bới thêm nữa. Sau khi ra trại cai nghiện, Nat bắt xe đến một nhà nghỉ gần đó. Sau 25 năm giờ chỉ còn một số người, Nat đến nhà kho kiểm tra lại con xe cũ và khẩu súng mới. Mitty giờ đã là một y tá, cô thường xuyên phụ trách chăm sóc người già. Trong chuyến bay đó vô tình gặp phải cơn bão lớn khiến chiếc máy bay rung lắc, cơ trưởng mất lái, các cô gái trở nên hỗn loạn vì hoảng sợ. Chiếc máy bay lao thẳng xuống rừng, một phần máy bay đã bị bốc cháy, những người sống sót cố gắng đẩy cánh cửa để thoát ra ngoài trước khi quá muộn. Sona muốn cứu lấy Vân nhưng ngọn lửa đang đến quá gần, Zicky đành phải kéo Sona ra ngoài trước khi chết hết cả đám. Đứng nhìn xung quanh đầy thương tích, những người sống sót đều đã thoát ra ngoài. Mitty đi tìm huấn luyện viên thì thấy thầy bị cánh máy bay đè nát chân. Cô cùng các bạn nâng cánh máy bay lên chiếc chân đã trở nên nát bét. Cảnh tượng này quá sức chịu đựng với những cô gái. Nhưng Mitty vẫn bình tĩnh, mà lấy rìu chặt đứt phần chân bị tổn thương nghiêm trọng của thầy ấy trước sự kinh hãi của tất cả mọi người. Với sự hiểu biết về cách sơ cứu, cô đã nhanh chóng buộc vết thương và cầm máu cho thầy. Với những dụng cụ và chất lỏng ít ỏi của họ, Mitty đã thành công cứu lấy huấn luyện viên. Từng là cô gái mọt sách quái dị thường xuyên bị các bạn trêu chọc, cũng chính là yếu tố ảnh hưởng lớn đến tâm lý có phần hơi điên loạn của cô ấy.
cộng thêm chưa từng được cảm nhận hơi ấm của người đàn ông khiến Mithy trở nên thiếu hơi trai một cách trầm trọng đến mức ai cũng hiểu ra ý đồ của cô. Sona vừa lái xe, vừa gọi điện nhắc con gái dã đông thịt khiến cô vô tình tông phải xe phía trước. Rõ ràng là bản thân sai nhưng cô lại lên giọng mà đổ lỗi cho chàng trai trẻ trước mặt. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh chàng phân tích cho biết lỗi sai ở đâu, mà còn tận tình chỉ dẫn chỗ sửa xe. Đây chính là cơn gió mới thổi đến tâm hồn khô cằn của Sona. Cả hai nhanh chóng cho nhau số điện thoại để trao đổi về việc sửa chữa. Mối quan hệ của hai vợ chồng nhạt nhẽo, đến mức họ phải đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu và nhận bài tập về nhà, là phải thực hiện quan hệ một cách mới lạ để tìm hiểu thứ mới mẻ của nhau. Trong khi đó Mithy đang gặp gỡ một anh chàng ngáo ngơ, mỡ dâng miệng mèo như vậy còn không hiểu. Mithy đành phải dùng mỹ nhân kế kéo anh chàng lên nhà nhưng vừa vào cửa, thì bị bạn cũ dí súng vô mặt khiến chàng trai hoảng quá chuồn vội. Nat đến tìm Mithy vì nghi rằng cô chính là kẻ gửi tấm thiệp với ký hiệu kỳ quái trong rừng mà chỉ có nhóm của họ biết. Tuy nhiên Mithy cũng nhận được một tấm thiệp y như vậy. Để tìm ra kẻ đứng đằng sau, Mithy đã bám theo Nat để tạo thành đội. Cả hai đến quán bar làm vài chai bia để nói chuyện về việc này cùng đống tài liệu mà Mithy tìm hiểu được bởi cô tham gia một nhóm thám tử nghiệp dư online. Sau khi xem đống tài liệu và vô tình biết được Travis còn sống, Nat quyết tâm muốn tìm lại anh ấy để nói chuyện. Trái đất thật tròn, họ gặp lại bạn cũ là anh bạn nghiện ngập của Nat, mà giờ đây anh ấy đã trở thành cảnh sát. Nat không quan tâm cho lắm nhưng Mithy lại thích điên lên được. Ti đang tranh luận với vợ về việc chọn trường học cho cậu con trai nhỏ của họ. Vợ chồng Sona tranh thủ lúc con gái đi chơi để làm bài tập bác sĩ giao. Mặc dù đã cố gắng tạo ra thứ mới mẻ, nhưng sự ngượng ngùng quá lớn khiến họ không thể tiếp tục. Jack khó chịu mặc đồ và rời đi để lại Sona cô đơn trong phòng. Sáng hôm sau, Ti cũng nhận được một chiếc thiệp với hình thù kỳ lạ, mặc dù khó hiểu nhưng cô vẫn bỏ qua để vào gọi cậu con trai dậy. Khi mở rèm cửa cô khá khó hiểu khi con trai dán kín cửa sổ bằng những tờ giấy, bởi cậu bé nói rằng vì nó sợ cô gái trên cây luôn nhìn nó vào mỗi buổi tối. Định nấu bữa tối thì anh chàng đụng xe gọi đến nhắc nhở cô đi sửa xe, và sẽ được miễn phí nếu cô chịu đi ăn tối cùng mình. Nhưng Sona vẫn từ chối và tiếp tục nấu bữa tối cho cả nhà. Nhưng con thỏ ngoài vườn liên tục phá hoại cây khiến Sona tức giận, mà thịt nó luôn một cách rất thuần thục. Và cả gia đình có một bữa tối ngon lành, nhưng đến khi nghe được câu chuyện thịt thỏ của Sona khiến hai bố con tái mặt. Trong khi mọi người đều giúp đỡ những người bị thương băng bó, Nat kêu Travis đi tìm em trai tránh nguy hiểm, thì anh ấy lại trách mắng và đổ lỗi cho cô ấy về cái chết của bố. Zicky bị Vân tỏ thái độ ghét bỏ vì cô ấy đã bị bỏ rơi, cả đội tìm thấy những chiếc vali bị rơi. Và cũng vô tình phát hiện xác của huấn luyện viên trưởng bị mắc trên cây một cách thê thảm. Để mang xác bố xuống, Travis đã trèo lên và khiến cành cây gãy xuống. Các cô gái mang xác huấn luyện viên và những người không qua khỏi đi chôn cất. Tối đến cả nhóm đốt lửa, ngồi xung quanh tránh thú dữ và đợi người đến cứu. Để không khí bớt ảm đạm, mọi người cũng kể chuyện, nói ra những việc làm có phần sai trái của bản thân, hoặc những việc làm nghe vẻ ngu ngốc. Mithy đến gặp huấn luyện viên và nói sự thật về chiếc chân bị chặt đứt của thầy khiến thầy sợ té đái mà ngất đi. Trong khi mọi người đang ngủ say, Mithy lẻn đi vệ sinh thì vô tình tìm thấy hộp truyền báo tin. Nhưng cô đã giật bỏ dây điện ngắt kết nối bởi cô cho rằng bản thân ở trong hoàn cảnh này là cứu tinh của mọi người. Nat say xỉn và gọi cho Travis nhưng thể liên lạc. Sona quyết định thử trò mới với chồng và lần này, họ đã thành công hâm nóng lại mối quan hệ khô cằn đó. Sau màn ân ái tuyệt vời đó, Jeff vào nhà vệ sinh và Sona vô tình đọc được tin nhắn của một cô gái hẹn chồng mình ra ngoài. Sáng hôm sau, Nat định rời đi tìm Travis nhưng xe lại vô tình bị hỏng, rồi tình cờ gặp Mithy với hai cốc cà phê trong xe. Không sai, đây đều là do Mithy làm vì muốn được đi cùng Nat. Ti liên tục nhận những tin nhắn đe dọa phanh phui sự thật đen tối của cô trước thềm tranh cử. Sona thử chồng bằng cách nhờ anh đưa mình đến câu lạc bộ trong khoảng thời gian mà cô gái đã nhắn cho chồng. Nhưng Jeff lại từ chối và nói rằng có việc quan trọng nên không thể đưa cô đi. Nat cùng Mithy lên đường đến tìm Travis. Trong lúc dừng xe tại trạm nghỉ và đổ xăng, Mithy tranh thủ mua một số đồ ăn và Nat vô tình tìm thấy đoạn dây điện của xe bị cắt đứt. Hiểu ra chính Mithy đã làm việc này để buộc mình phải đi cùng cô ấy khiến Nat hết nói nổi. Tất cả các cô gái cùng cầu nguyện cho những người đã không may mắn vượt qua. Sau đó mọi người tổng hợp lại đồ ăn, rồi chia cho từng người một cách tiết kiệm cho đến khi có người đến cứu. Travis lấy đồ ăn mang đến cho em trai, nhưng thấy cậu bé nhau kẹo cao su của bố khiến anh tức giận mất kiểm soát. Mithy vẫn luôn ân cần chăm sóc thầy đến ám ảnh. Ti tìm thấy một chiếc hồ cạnh đó và đề xuất mọi người di chuyển đến chiếc hồ. Tuy nhiên Zicky lại kịch liệt phản đối, Ti yêu cầu bỏ phiếu. Số phiếu chọn rời đi lớn hơn nhờ có Sona vậy, nên mọi người chuẩn bị đồ đạc để lại lời nhắn và di chuyển đến chiếc hồ. Từng nhóm thay phiên nhau khiêng thầy giáo, nhưng đi gần hết ngày khiến cả đội mệt lả mà vẫn chưa thấy chiếc hồ nào. Sona theo dõi chồng từ nơi làm việc của anh ấy đến một khách sạn gần đó. Cô luôn giữ khoảng cách an toàn để tránh bị phát hiện. Khi tận mắt thấy chồng bước vào khách sạn, cô đã gửi xe và vào hỏi lễ tân số phòng nhưng họ không tiết lộ.
Số Na tìm cách để biết số phòng của chồng thì vô tình gặp lại anh chàng đụng xe. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc cho đến khi thấy chồng rời đi cùng một cô gái. Ti trao đổi với cô phóng viên về thông tin bí mật của đối thủ, thì con trai cô lại xảy ra mâu thuẫn với bạn. Bởi vì chuyện con trai đánh bạn đã khiến vợ của Ti vô cùng lo lắng về hành vi của con trai. Nhưng Ti lại cho rằng cậu bé vì muốn bảo vệ mình nên mới cư xử như vậy. Cô ngồi lại trò chuyện với con trai, nhưng lời nói của cậu bé đã đi quá giới hạn khiến Ti tức giận, mà đuổi cậu về phòng. Sau khi di chuyển đoạn đường khá dài, cuối cùng họ đã nhìn thấy chiếc hồ rộng lớn phía trước mà hào hứng chạy đến. Lột đồ rồi nhảy vội xuống dòng nước mát lạnh. Mọi người đều vui mừng và vùng vẫy vui vẻ dưới dòng nước. Nat và Mithy đã đến nhà Travis nhưng cửa không mở, cô đành đập kính và vào trong. Cả hai lục lọi trong nhà để tìm kiếm thứ có ích. Nat nhìn lại bức ảnh của hai người khiến cô lại đau lòng. Bỗng nhiên, một sĩ quan cảnh sát đi đến vì thấy họ đột nhập trái phép vào nhà dân. Kết quả hai cô nàng bị bắt về phòng giam, từng người được đưa ra ngoài để gọi điện thoại tìm người bảo lãnh. Nat gọi cho Lee và muốn cô giúp mình ra khỏi đây, nhưng Ti đã giúp cô quá nhiều lần ra vào trại nghiện nên lần này, Ti lại thẳng thừng từ chối. Đến lượt Mithy thực hiện cuộc gọi, thành công giúp cả hai thoát ra ngoài nhờ anh bạn cảnh sát của Nat. Sau cuộc trò chuyện mập mờ tại nhà hàng khách sạn, Sona gần như đã có chút rung động với chàng trai. Cả hai nhanh chóng dạo dực và lao vào quấn lấy nhau trải qua một đêm nồng cháy. Loti vô tình phát hiện ra ngôi nhà gỗ bên trong khu rừng. Nhưng cô luôn có cảm giác kỳ lạ về ngôi nhà này. Căn nhà đã quá cũ, mọi thứ trở nên bám bụi và hôi hám. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm đồ dùng cần thiết và vệ sinh căn nhà. Travis vẫn luôn tức giận với em trai của mình sau cái chết của bố. Ricky bực bội vì Sona không đồng ý với ý kiến của mình, mà ủng hộ người khác. Nhưng sau lời xin lỗi thì cả hai đã nhanh chóng làm lành và trở lại bình thường. Vết thương ở chân của huấn luyện viên trở nên thối rữa khiến đám ruồi bu lấy. Tức giận vì không thể đuổi chúng đi khi nhìn thấy cơ thể tàn tật của mình. Nhưng Mithy vẫn nhẹ nhàng an ủi thầy. Buổi tối khi mọi người đều đã ngủ hết, Ti bị đánh thức bởi tiếng động kỳ lạ trên gác. Cô leo lên thang và thấy Loti đang ngồi một góc, và đối diện là xác chết khô của chủ cũ căn nhà. Ti đến phòng con trai để trò chuyện với cậu bé. Sau khi dỗ cậu đi ngủ, cô quay trở về phòng làm việc, và suy nghĩ về kế hoạch tranh cử. Cô gọi điện đe dọa đối thủ với những bí mật về gia đình của hắn. Vừa ra khỏi nhà giam, Nat và Mithy đi đến nhà của Travis và thấy anh ấy đã treo cổ tự sát. Mặc dù đau đớn nhưng họ phải rời đi trước khi cảnh sát đến. Nat tin rằng Travis không hề tự sát mà bị ai đó sát hại, cùng với lời nhắn trước khi chết của mình. Nat tỉnh dậy, sau cơn ác mộng thấy Loti vẫn đang ngồi nhìn về phía gác mái một cách kỳ lạ. Sáng hôm sau, trong khi mọi người đang ngồi chơi ngoài hiên, Travis đã dùng súng săn để bắn con sóc khiến mọi người hoảng loạn. Tuy nhiên, thức ăn của họ đã hết, buộc phải có người học cách dùng súng để đi săn. Huấn luyện viên đã tổ chức một buổi học dùng súng cho tất cả mọi người để có thể chọn ra người bắn giỏi nhất. Những sự việc gần đây khiến Nat nghi ngờ rằng có kẻ đã giết Travis. Cô nhờ Mithy tìm hiểu vụ này giúp mình. Nat quay trở về nhà thăm người mẹ ốm yếu đang sống nhờ máy thở. Cô nhớ lại những ký ức hồi còn trẻ. Trong một lần đưa bạn về nhà chơi, mặc dù không làm gì quá giới hạn, nhưng cô đã bị ông bố bạo lực mắng mỏ và đánh đập. Đây không phải lần đầu mà nó diễn ra thường xuyên. Ông ta còn đánh mẹ cô và chửi mắng bà là đồ vô dụng. Nat không thể chịu đựng được nữa mà cầm khẩu súng đe dọa ông ta, nhưng biết con gái không dám bắn nên ông ta càng được đà lấn tới cướp khẩu súng và chọc quê cô vì không biết cách dùng. Nhưng ông ấy lại vô tình ngã và tự tay kết liễu cuộc sống vô dụng của bản thân. Mẹ cô từ đó sống một mình trong căn nhà chật hẹp đó. Nat cũng nhanh chóng rời đi sau khi hỏi thăm mẹ. Sau một vòng tập luyện, hai ứng viên xuất sắc nhất gọi tên Nat và Travis. Trong khi mọi người luyện súng, thì Sona ngồi một chỗ viết nhật ký về những chuyện đã xảy ra ở đây. Tiếp đến vòng 2, mọi người sẽ ngắm bắn lon bia ở phía xa, nếu có thể bắn hạ được 5 chiếc lon là đủ điều kiện. Mặc dù bị trượt một lần nhưng Travis vẫn hoàn thành tốt phần thi của mình. Nat có vẻ như thiên phú về bắn súng, cô bắn không trượt phát nào. Kết quả hai đứa được huấn luyện viên tin tưởng giao súng cho đi săn. Để làm rõ vụ án của Travis, Nat đã đi ăn cùng Kevin là cảnh sát để nhờ anh ấy điều tra kẻ đứng phía sau chuyện này. Mithy đưa bà đi ăn để theo dõi Nat, thì vô tình thấy cô phóng viên đang ngồi quầy ba quan sát họ. Mithy cố gắng báo hiệu cho Nat nhưng cô ấy lại không chịu nhấc máy. Nat đi đến chỗ của Mithy và đuổi cô về rồi rời đi cùng với Kevin. Anh ấy đã luôn thích cô từ khi cả hai còn nhỏ, nhưng Nat giờ đây chỉ nghĩ về Travis, cô chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của anh ấy. Ti cùng vợ đi dự tiệc tại nhà của một chính trị gia nổi tiếng, trong khi đang trò chuyện với mọi người cô vô tình thấy con chó sói, và đi theo nó đến một nơi vắng vẻ. Đang ngồi hút thuốc thì gặp một người bạn làm ăn, bà ta trong chính trị và có sức ảnh hưởng. Nhưng khi bà ta cố tình hỏi đến những ngày tháng Ti bị mắc kẹt trong rừng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã hiểu ra ý đồ của bà ta và dứt khoát từ chối rồi rời đi. Sona sau lần vụng trộm với Adam tại khách sạn, cô viện cớ đi câu lạc bộ sách để hẹn hò với trai trẻ. Hai người mua đồ uống có cồn và nhậu nhẹt thử hương vị mới trên chiếc xe nhỏ.
Sau đó cả hai đi chơi đánh gôn trong đêm tối rồi lại chạy đến đứng trên cầu, và nảy ra ý tưởng tắm sông một cách điên rồ, mặc dù Sona liên tục ám ảnh với hình ảnh của Ricky. Sống đều mà sống lâu vãi lúa. Chuyện gì trên đời Sona cũng đã làm qua nhưng vẫn tỏ ra nạn nhân. Tắm xong có vẻ hơi lạnh nên hai anh chị lại hứng lên, và dính lấy nhau nhún nhảy trên chiếc xe ô tô. Các cô gái đang tìm kiếm đồ ăn trong rừng, thì vô tình phát hiện ra chiếc trực thăng gần đó, và nó vẫn có thể hoạt động cánh quạt. Suýt chút nữa chém bay Ricky đứng gần đó, Loti luôn cảm thấy điều gì đó bất thường, như thể cô có thể cảm nhận âm khí nơi này. Travis quay về chỗ rơi máy bay để tìm lại chiếc nhẫn của bố. Nhưng việc đào xác người chết lên khiến anh ấy nôn mửa vì không thể chịu nổi. Nat đã giúp anh ấy tìm lại chiếc nhẫn trên tay của người bố. Đây cũng là hành động khiến hai người thường xuyên tranh cãi và trở nên thân thiết với nhau hơn. Sau đó cả hai lên đường đi săn. Mỗi lần giơ súng lên Nat lại nghĩ về cảnh cô bắn người bố của mình. Nhưng cuối cùng, cả hai cũng đã thành công khiêng về một con nai khá lớn khiến mọi người rất bất ngờ. Sona là người xung phong cắt tiết con nai, có vẻ cô làm một cách rất thuần thục và sẽ có nhiều lần nữa không chỉ con thú giúp cả nhóm có một bữa tối no nê. Về nhà, Mitty gọi điện báo cho Sona biết Travis đã chết khiến cô thấy có chút sợ hãi. Sau bữa tối no nê, các cô gái đang vui vẻ nhảy nhót thì máy phát nhạc có vấn đề, bỗng nhiên trên gác có tiếng động lạ. Nhưng cũng đã khá muộn nên huấn luyện viên kêu mọi người đi ngủ. Sáng hôm sau, Mitty lẻn vào phòng thầy và thấy có thứ gì đó, nhô lên bên trong chăn định mò vào thì thầy hoảng sợ bật dậy và đuổi cô ra ngoài. Tí nữa mất đời dai. Nat gọi Ricky dậy phụ giúp mọi người làm việc và cũng, bởi vì họ có cùng chu kỳ kinh nguyệt. Ricky có nhiệm vụ đi lấy nước nhưng thấy Lottie đứng im dưới hồ nhìn vô định, cô cùng không thắc mắc nhiều mà lấy nước rồi quay về. Lấy được xô nước mà về đổ mất nửa xô khiến mọi người hơi khó chịu dần đều. Sona mải nhắn tin với trai trẻ mà làm cháy bánh mì từ lúc nào không hay, con gái thì láo nháo không coi ai ra gì. Kết quả của cuộc hôn nhân đến bố mẹ cũng méo mó tâm lý khi tụ hội đầy đủ những thói xấu khó bỏ. Kevin gọi điện cho Nat và nói rằng Travis thực sự tự sát, nhưng cô vẫn không tin điều này, mà nhờ Mitty hack điện thoại của anh ấy để xem anh đang che giấu điều gì. Ti và vợ đang hôn hít thì bỗng nhiên con chó sủa lên khiến cô thấy có sự kỳ lạ, đi quanh nhà và nhìn thấy ai đó đã sơn lên cửa nhà dòng chữ xúc phạm. Sona trễ kinh nguyệt, cô cảm thấy cơ thể có sự thay đổi, nhưng vì không muốn để mọi người nghi ngờ nên cô đã lấy máu động vật để làm giả. Nhưng vô tình bị Ti phát hiện và thấy kỳ lạ về hành động này của cô. Vì để tránh bị mọi người nghĩ xấu, Sona đã kéo Ricky ra ngoài làm việc, nhưng thái độ của cô nàng tiểu thư vẫn hời hợt đến mệt. Cả nhà Ti quay trở về nhà sau bữa tiệc Halloween, trong lúc đang dọn đồ phòng con trai, Ti vô tình thấy lọ sơn đỏ giống với màu chữ bị ai đó viết lên cửa nhà. Cô vô cùng tức giận và trách mắng con trai, nhưng cậu bé một mực nói rằng mình không làm điều đó. Vì hẹn hò trai trẻ, Sona được anh chàng dẫn đến quán bar nơi bọn trẻ hay tụ tập chơi bời. Vừa nhảy được tí mà Sona lại bị hình ảnh của Ricky thu hút, ai ngờ người đó lại chính là đứa con gái của mình. Mặc dù đang phê thuốc, nhưng cô bé vẫn hiểu mẹ đang ngoại tình với trai trẻ tại quán bar. Mitty đến tìm Nat và tặng một chiếc máy xông tinh dầu cho cô ấy, và nói về những thông tin cô kiếm được. Họ sẽ đi gặp anh chàng hacker tại một quán bar để tiếp tục thỏa thuận, nhưng hắn không chịu đưa dễ dàng. Nat đã biết được điều này mà đe dọa sẽ thiêu sống hắn nếu không chịu giao ra USB. Nat và Travis tiếp tục buổi đi săn, cả hai ngày càng thân thiết hơn, khả năng bắn của họ cũng rất tuyệt vời. Trong khi đó, Ti và Vân đang tranh thủ âu yếm hôn hít thì bị phá hoại bởi tiếng kêu thất thanh của một cô gái vì bị côn trùng bám vào người. Bỗng nhiên, Ricky nảy ra ý tưởng chơi trò gọi hồn trên gác. Mitty mang trà đến cho huấn luyện viên uống, trong khi các cô gái đang chuẩn bị cho nghi thức gọi hồn trên gác. Gia đình Ti bắt đầu có những cuộc cãi vã, cô nhìn nhận lại mọi thứ. Vợ Ti khuyên cô nên từ bỏ tranh cử nếu tiếp tục như vậy, gia đình của họ sẽ bị phá nát. Con gái trách mẹ tại sao lại ngoại tình, nhưng Sona cho rằng mối quan hệ của bố mẹ đang trên bờ vực đổ vỡ. Điều này cũng khiến cô con gái rất buồn nếu bố mẹ ly dị. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, những ngày tháng đi săn cùng nhau đã khiến đôi bạn trẻ này sinh tình cảm. Cuộc đi săn trở thành nơi hẹn hò lý tưởng của Nat và Travis hồi đó. Mà giờ đây, cô chỉ còn nhìn thi thể anh trên tấm ảnh chụp tử thi. Mitty vô tình phát hiện ra những đốm đen trên các bức ảnh khi nối chúng lại thành ký hiệu kỳ quái đã xuất hiện trong ngôi nhà gỗ hồi đó. Tối đến, các cô gái thắp nến và ngồi xung quanh vòng tròn tiến hành nghi lễ gọi hồn. Từng người đặt ra câu hỏi và để linh hồn trả lời. Trong khi các bạn đang chơi vui vẻ trên lầu, thì bên dưới vẫn có những thành phần muốn cuộc sống yên tĩnh. Tuy nhiên đang chơi rất bình thường, cho đến khi Loti cảm nhận được thứ gì đó đang bay đến từ bên ngoài cửa sổ. Dường như cô ấy đã bị nhập bởi một linh hồn nào đó, từ một cô gái nửa chữ tiếng Pháp không biết nói mà giờ đây lại đang nói tiếng Pháp như người bản địa. Loti đập đầu vào cửa kính, rồi hét lên cho đến khi Laura chạy đến và đập vào người cô ấy bằng sách thánh. Huấn luyện viên bỗng nhiên nôn ra thứ chất lỏng màu đỏ và nhận ra mình đã bị mít khi bỏ thuốc. Nghe lời vợ, Ti tổ chức họp báo để thông báo rút lui khỏi cuộc tranh cử, nhưng quyền lực đã chiến thắng cô nói hoàn toàn ngược lại và khẳng định bản thân sẽ chiến đấu tới cùng trong cuộc tranh cử lần này.
Ti còn công bố với báo chí về chữ sơn trên tường và nói rằng đối thủ đã cố tình chơi đểu khi đến nhà cô phá hoại. Điều này khiến vợ cô không hiểu nổi tại sao Ti lại làm điều này, dường như cô ấy đã đi quá giới hạn. Huấn luyện viên đến trách mắng Mitty vì đã bỏ độc mình, nhưng sợ con điên này làm điều kinh khủng hơn nên thầy đã giả vờ bản thân cũng có tình cảm với cô để không bị cô ấy làm hại. Đây cũng chính là điều mà Mitty luôn mong muốn, bởi vì tất cả mọi thứ cô làm đều vì quá yêu thầy. Mọi người đi ngủ, nhưng lại lo sợ về thứ trên gác nên Ti đã chủ động vắt chăn lên trên đó, ngủ một mình cho mọi người yên tâm. Nằm một lúc, nhưng Sona thấy bứt rứt nên đã chủ động vắt chăn lên gác ngủ cùng Ti. Ti cũng hỏi thật về việc Sona làm giả kinh nguyệt ban sáng và biết rằng cô ấy đang mang thai. Sáng hôm sau, con gái Sona định dùng bí mật ngoại tình của mẹ để đưa ra thỏa thuận được đi chơi thoải mái. Nhưng trẻ con vẫn còn quá ngây thơ, con bé bị Sona chặt đẹp bằng những lời nói, cũng như viễn cảnh tương lai vô cùng tồi tệ của cô khi bố mẹ ly dị khiến con bé méo mặt. Khi Zep xuất hiện, nó cũng không dám hé răng về bí mật ấy mà chỉ thừa nhận bản thân lẻn đi chơi và được mẹ đưa về nhà. Sau khi dùng xong bữa sáng, Sona tìm kiếm bản thân trên mạng để chắc chắn không có tin tức gì bị phanh phui. Ti đến tìm Nat sau khi nghe tin về cái chết của Travis, bỗng nhiên cả hai đều nhận được tin nhắn tống tiền nặc danh. Và máy sông tinh dầu đó lại chính là camera do Mitty cố tình gài vào để theo dõi Nat. Dường như từ khi còn bé, Loti đã có khả năng cảm nhận thế giới âm dương. Cô bé bỗng dưng hét lên khiến bố mẹ phải dừng xe, nhưng đó chính là cách khiến họ không phải là xe gặp tai nạn. Bố mẹ cô vô cùng khó hiểu về điều này, nên đã cho cô bé đi khám bác sĩ tâm lý. Cho đến bây giờ, Loti vẫn có những cái nhìn mà người thường không thể thấy. Con nai với chiếc sừng kỳ lạ khiến Loti khó hiểu. Về tin nhắn tống tiền, Ti đã liên lạc và gọi Sona đến nhà của Nat xử lý việc. Vừa xuống xe thì gặp lại bạn cũ tên Jendy đang lảng vảng quanh đó. Sona đành phải hỏi thăm vài câu rồi kiếm cớ rời đi. Cô lén lút đến phòng của Nat. Mọi người bắt đầu tranh luận về vấn đề rắc rối gần đây. Nat cho rằng đã có ai đó sát hại Travis và cố tình sắp đặt nó thành vụ tự sát. Bởi biểu tượng kỳ lạ đó được tìm thấy nơi anh ấy chết, cùng tấm thiệp kỳ lạ và tin nhắn tống tiền để bịt miệng. Nhưng chỉ có Sona là không nhận được. Định báo cho Mitty biết nhưng Nat lại không tin tưởng cô ấy vì nghi rằng có thể Mitty liên quan đến việc này. Chính cô ấy đã tìm ra Travis tự sát, cũng như hình tượng kỳ lạ kia. Mitty làm y tá tại một bệnh viện gần nhà, cô luôn tỏ ra thân thiện với các đồng nghiệp nhưng lại ăn trộm thuốc từ bệnh viện. Sona và Zep đến nhà ba mẹ Ricky ăn bữa cơm thân mật với họ, bởi hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy. Ricky rất thích thỏ, mọi người đều biết điều này, mẹ cô đã tặng một hình búp bê thỏ đáng yêu. Bà ấy biết Zep từng là người yêu của Ricky, nhưng giờ đây là chồng của Sona, nên vẫn có những câu từ mang tính hỏi thăm là ít, khịa là chủ yếu khiến Sona hơi khó chịu, mà đứng dậy rời đi đến phòng của cô bạn. Căn phòng ấy vẫn được giữ nguyên vẹn, đọc lại cuốn nhật ký khiến Sona nhớ lại kỷ niệm của hai người hồi còn trẻ. Zep cũng tìm đến và thấy Sona có vẻ buồn, nên trong bữa ăn chính mẹ Ricky vẫn liên tục kích điểu Sona khiến cô rất khó chịu. Zep đã đứng ra bảo vệ vợ bằng cách nói thẳng những sự thật khó tin, cho ông bà nghe khiến họ cứng họng. Sona nằm mơ ác mộng kỳ lạ về đứa bé mà cô đang mang mà giật mình tỉnh dậy. Không thấy Ti bên cạnh bởi cô ấy đang đi tắm tiên với Vân, hai cô gái đang vui vẻ khỏa thân dưới hồ và trò chuyện với nhau. Sau đó Ti nhẹ nhàng trở về gác mái thì gặp Sona đã tỉnh giấc, cô lo lắng về cái thai trong bụng và không biết làm gì. Sona có ý định phá thai bằng gọng sắt trong áo ngực, nhưng Ti kịch liệt phản đối bởi việc này quá nguy hiểm. Sona đã một miệng nói ra sự thật về bố của đứa bé lại chính là Zep, bạn trai của Ricky. Nhưng Ti không hề chỉ trích Sona mà chỉ khuyên cô ấy không nên làm điều dại dột. Sáng hôm đó, Sona và Ricky vào trong rừng để kiếm thức ăn, nhưng Sona đang dần trở nên mệt mỏi vì mang thai. Cả hai lang thang cả buổi mà không kiếm được gì, trong khi đó Nat và Travis đang hẹn hò tại chiếc máy bay rơi. 5 lần 7 lượt mà chưa thể đốt củi khiến Travis cảm thấy bất lực, nhưng Nat vẫn nhẹ nhàng và khen anh chàng. Cả hai về tay không và nhìn vẽn lẽn khiến các cô gái hiểu ra hai người đã làm gì trong cánh rừng đó. Ricky còn nói thẳng mặt về mối quan hệ của họ khiến Nat tức giận. Gia đình Ti tiếp tục gặp những mâu thuẫn khi Ti liên tục khiến vợ mình tức giận. Con trai họ cần được gặp bác sĩ tâm lý, và vợ yêu cầu Ti phải có mặt nếu không họ sẽ chấm dứt. Sau khi đưa con trai đi khám, vợ Ti vô cùng lo lắng cho tình trạng của con trai. Họ suýt chút nữa đã tông phải người qua đường khiến một fan hú vía. Thầy Ben đến gặp tìm Travis nói chuyện như hai thằng đàn ông lành lặn. Thầy biết về chuyện tình cảm của hai đứa nên đã căn dặn và đưa 3 con sói cho cậu bé. Nat định ra ngoài thì gặp Kevin, cô lái chiếc xe đi bán rồi lên xe Kevin rời đi. Anh dẫn cô đi xem trận đấu bóng đá của con trai, Nat cũng được dịp trổ tài cô đã nhắc nhẹ cậu bé về nhược điểm của đối thủ và thành công giúp đội cậu bé giành chiến thắng. Trên xe trở về, Zep nói rằng bản thân không hề muốn kết hôn với Ricky, hồi đó họ vẫn còn quá trẻ và việc hai người đến với nhau là rất bất khả thi. Việc lựa chọn cưới Sona làm vợ là điều mà anh hoàn toàn thấy hạnh phúc. Trong khi mọi người đang ngủ,
Khi Loti một tình tỉnh dậy mang đèn dầu ra ngoài đi dạo, thì vô tình thấy cảnh Ti đang cạp đất ăn như con thú hoang. Sáng hôm sau, Ti vô tình thấy chiếc áo lót bị vứt ở giường, cô nhận ra và sợ hãi chạy đi tìm Sona. Loti dần cảm thấy bản thân có sự khác biệt, cô chạy đến tìm Laola, và mong cô ấy giúp mình phân biệt xem liệu cô có thực sự bị điên. Laola đưa Loti đến hồ và làm lễ rửa tội, cô đưa Loti ra giữa hồ rồi đặt cô ấy xuống dòng nước. Loti như lạc vào thế giới mới, cô đi theo ánh sáng và tìm đến lăng mộ đầy nến vàng lấp lánh. Sona thực sự đã chuẩn bị những đồ đạc để tự mình phá thai. Cuối cùng Ti cũng đã tìm thấy Sona khi cô ấy đang tự làm. Ti chạy đến và giúp đỡ cô nhét mẩu gọng sắt vào bên trong âm đạo của Sona để phá thai, nhưng vì quá đau đớn nên cô đã khóc lóc và muốn dừng lại. Nat và Chavit tiếp tục những ngày tháng hôn hít và làm tình, nhưng Chavit có triệu chứng không thể cương khiến hai người chật vật rất lâu. Đang chuẩn bị hành sự thì lại hỏi qua bao nhiêu thằng khiến Nat tức giận xả cho một trận khiến Chavit bối rối và cảm thấy có lỗi. Nat nói rằng mình đã ngủ với hai người và cả hai tiếp tục những chuyện còn dang dở. Tối hôm đó, Mithy hẹn cô phóng viên ra ngoài trò chuyện, nhưng ngay khi cô ấy bước vào đã dính một mũi tiêm của Mithy và bị nhốt dưới hàm. Nat và Chavit đi săn được một con nai rừng nhưng khi mổ ra thì lại chỉ toàn ròi bên trong. Sau cuộc ân ái với Kevin, tin nhắn tống tiền lại xuất hiện và cô gái trên cây lại chính là Ti. Cô bị mắc chứng mộng du và hành động kỳ lạ. Sau khi tỉnh táo lại, Ti sợ hãi rửa sạch dấu vết và băng bó vết thương, rồi nhanh chóng đến điểm hẹn với nhóm bạn. Nat mang đủ số tiền bỏ vào trong túi cùng thiết bị theo dõi của Sona. Vì không muốn quá lộ liễu nên họ đã nhét rác vào trong để che đậy. Sau đó cả ba lên đường đến địa điểm tên tống tiền đã nói. Nat mang túi tiền đến thùng rác và rời khỏi đó. Sona và Ti ngồi theo dõi ở phía xa. Sona trách cứ Ti tại sao luôn giúp Nat, để cô ấy cứ tái nghiện đi nghiện lại như vậy. Nhưng Ti cho rằng mọi người đều có gia đình riêng, chỉ mỗi Nat là một mình, nên cô thương cảm cô ấy mới làm vậy. Hôm sau, Ti đề nghị mọi người di chuyển về phía nam vì xung quanh đây động vật đều di cư hết, bởi mùa đông đã chuẩn bị đến. Nhưng mọi người đều khá phân vân và cho rằng việc vào rừng trong mùa đông vô cùng nguy hiểm. Nhưng Ti vẫn quyết tâm dọn đồ và rời đi. Cô dùng chiếc kéo cùn cắt đi mái tóc bồng bềnh nhìn khá gọn gàng. Van và hai người nữa nói muốn đi cùng Ti, mặc dù Ti không muốn nhưng vẫn làm theo quyết định của bạn. Chavit cũng định rời đi cùng hội Ti bởi lo lắng cho họ, nhưng Nat muốn cậu ở lại nên anh đã quyết định ở nhà cùng tình yêu. Trước khi rời đi, Loti đã đưa một chiếc răng nanh thú cho Van bảo rằng cô phải giữ nó bên mình mọi lúc để bảo vệ bản thân, rồi nói những câu khó hiểu và rời đi. Cả nhóm tạm biệt mọi người rồi lên đường. Mithy chạy vội theo mà nói muốn đi cùng mọi người. Cô tạm biệt thầy Ben với những cử chỉ như cặp đôi tình nhân khiến mọi người không nhịn nổi cười vì con nhỏ quá lố. Zicky đến tìm Sona tức giận vì cho rằng cô bạn thân đang giấu mình điều gì đó. Sona cũng nói rằng bản thân đang mang thai và bị Ti phát hiện nên họ mới thường xuyên thủ thỉ như vậy. Nghe tin một trinh nữ mang thai khiến Zicky khá ngạc nhiên, khi biết bố đứa bé là Gian đi lại khiến cô kinh ngạc hơn. Một nhóm 5 người cùng nhau đi về hướng nam theo la bàn, vì là ban ngày nên mọi người vẫn đang rất thản nhiên và vui vẻ trò chuyện. Mithy ở nhà theo dõi Nat qua camera, và nhìn Kevin trần truồng trên giường một cách biến thái. Nhưng tiếng động dưới hầm khiến cô phải đến kiểm tra, bởi Mithy đang bắt cóc cô phóng viên bên dưới vì nghi ngờ rằng cô ấy chính là kẻ đã sát hại Chavit và làm những chuyện này. Nat mang chai rượu ngoại đến xe, cả ba người trò chuyện và tu hết chai rượu nhưng thiết bị theo dõi vẫn không di chuyển. Tám chuyện đến gần sáng và thấy tín hiệu di chuyển khiến ba người phấn khích đuổi theo. Nhưng khi đi đến, Nat tức giận đến tra hỏi tên lái xe, nhưng tên tống tiền đã cầm túi tiền bỏ chạy. Ti và Nat đuổi theo đến trung tâm thương mại, nhưng sức đàn ông nên đã thành công cắt đuôi và lên xe bỏ chạy. Ba người tức giận vì để mất trắng số tiền vào một tên bí ẩn dính đầy kim tuyến, sau đó ai về nhà nấy. Vì kế hoạch thất bại, Nat tức điên lên vì những kẻ bí ẩn đã sát hại Chavit, nhưng Ti lại cho rằng anh ấy đã tự sát khiến Nat nổi giận và bỏ đi, bởi cô biết chắc chắn và hiểu rõ Chavit như thế nào. Nat lén chạy vào phòng của Chavit để ân ái khi mọi người ra bờ hồ chơi, cả hai quấn lấy nhau, nhưng bỗng nhiên Chavit có vấn đề về thằng em khiến anh không thể làm chủ cuộc chơi. Vì quá mất mặt nên Chavit mặc đồ rồi rời đi, như một thằng ăn hại khiến Nat bực không chịu được. Zicky lôi Sona vào rừng và nói chuyện, cô liên tục gặng hỏi về sự việc của Sona. Nhưng đã nói dối thì lại phải càng dùng nhiều lời nói dối khác che đậy. Những sự việc mà Sona nói ra khá mâu thuẫn với thực tế, mà Zicky đã nhớ khiến cô có linh cảm cô bạn thân đang nói dối mình. Tối đến, cả nhóm Ti đốt lửa và ngồi quanh để tránh thú dữ. Khi đang trò chuyện vui vẻ, tiếng sói hú lên khiến họ sợ hãi. Em trai Chavit đến hỏi mượn con dao để làm mấy thứ linh tinh. Sona cũng nhiệt tình cho mượn, nhưng cô thấy cuốn nhật ký của mình bị rơi ra ngoài, nên đã vội cất nó lên gác mái. Sáng hôm sau, nhóm của Ti đến gần một con suối nhưng mùi hôi thối và nguồn nước đục ngầu khiến họ cảm thấy có điểm gì đó đang đến gần. Van càng tin hơn về những điều mà Loti đã dự đoán, nhưng Ti cho rằng chắc nó gần mỏ khoáng sản nên mới như vậy.
chiếc la bàn đã có vấn đề. Họ bắt đầu sợ hãi và muốn quay về nhà gỗ, khiến Ti tức điên lên, bởi không ai tin vào quyết định của mình. Sona quay trở về nhà thì thấy Adam đang đứng trước cửa nhà đợi mình. Cô tức giận mắng anh, nhưng những lời ngon ngọt của tình nhân đã khiến Sona chảy nước. Cô mềm lòng và đưa Adam vào nhà làm một đêm thật nồng cháy, bởi cô biết đêm nay không có ai ở nhà. Nat cũng mang khẩu súng của Kevin trả lại và lên giường nằm như chưa có chuyện gì xảy ra. Mít thi tiêm thuốc vào những viên sô-cô-la mà bố của phóng viên thích nhất để đe dọa cô ấy nói ra sự thật. Cô phóng viên buộc phải tiết lộ rằng ngay sau khi Travis bị giết hại, tài khoản ngân hàng của cậu ấy đã bị đóng băng. Kẻ đóng băng ngân hàng rất có thể là kẻ đứng sau những chuyện này. Sau một đêm nồng cháy với nhân tình, Sona ngủ trương thay cho đến khi nghe thấy tiếng xe của chồng về. Cô vội vã kêu Adam trốn trong tủ quần áo. Jeff về nhà và định tắm rửa. Sau khi hỏi thăm về buổi tối của vợ, anh cởi đồ và vào nhà tắm. Sona kêu Adam rời đi khi nghe tiếng nước chảy. Kevin tỉnh lại và kiểm tra khẩu súng thiếu mất một viên, khiến anh tức giận với Nat vì cô đã động vào súng của mình. Là cảnh sát vậy nên mỗi viên đạn bắn ra anh đều phải báo cáo, và điều này khiến Kevin phát điên lên rồi bỏ đi. Tối đến, cả nhóm đốt lửa và thay phiên nhau canh gác cho những người khác ngủ. Ti nhận là người canh gác, nhưng cô lại ngủ quên mất và bị mộng du đang vất vưởng trên cây, thì nghe tiếng hét của nhóm bạn. Khi cô sợ hãi quay lại thì mọi người đang bị sói tấn công, Van đã bị một con sói cắn và lôi đi. Ti tức giận và đập nát con sói mới giữ lại được cô ấy. Sona chuẩn bị chăn gối và đi ngủ mà không hề hay biết cuốn nhật ký của mình đã biến mất. Zicky đã đọc được hết những sự thật đó, cô đau lòng khi biết bị bạn thân phản bội. Tưởng Vân đã chết sau vụ tấn công, cả nhóm đã đặt cô ấy lên giàn hỏa thiêu, nhưng vừa châm lửa thì thấy Vân cử động. Cả nhóm đã vội kéo Van xuống và dập lửa, toàn thân đầy những vết thương và sự việc càng giống với những gì Loti đã nói. Niềm tin vào Chúa của Laura đã có từ khi cô suýt chết đuối và được một anh chàng đeo dây thánh giá cứu sống. Kể từ đó, ánh sáng và niềm tin của cô dành cho Chúa ngày càng mãnh liệt hơn. Sona và bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng thì thấy con gái đứng trong bếp. Con bé vô tình thấy chứng minh thư của anh chàng tình nhân của mẹ nên đã trách mắng bà. Sona luôn tỏ ra bản thân là nạn nhân mặc dù liên tục làm những việc tệ hại, càng già càng mất nết. Con gái nói rằng rất có thể mẹ đã bị tên kia lừa, bởi cô không thể tìm thấy thông tin gì của anh ta trên mạng xã hội. Nhưng Sona vẫn tin tưởng rằng nhân tình của mình là một anh chàng hiền lành, tốt bụng. Nhưng vẫn thấy cấn nên Sona đã tìm kiếm thông tin về nhân tình mà chẳng được gì. Jeff tặng cho cô một món quà bất ngờ là một chiếc váy dành cho buổi hội ngộ ngày mai của hai người. Từ sau vụ không thể đốt củi khiến Travis không muốn tiếp xúc với Nat nữa, anh luôn lảng tránh cô. Nat đành đi săn một mình thì gặp thầy Ben đang ngồi cạnh dòng suối. Cô ngồi lại nói chuyện với thầy. Cả hai khá đồng điệu về tâm hồn khi cô nhận ra thầy là người đồng tính. Thầy Ben cũng không ngần ngại chia sẻ về người yêu của mình. Ti đỡ Van dậy và muốn đưa cô quay về nhà gỗ để nhanh hơn. Cô đã kêu những người còn lại chạy về trước để tìm sự trợ giúp. Mitty vô tình thấy cảnh Nat mua thuốc phiện, nên cô đã vội vàng chạy đến để ngăn cản cô bạn nghiện hút của mình. Cô chạy đến và hít sạch đống thuốc phiện đó rồi vứt bỏ hết những thứ còn lại. Nat tức giận vì bị Mitty phá đám. Cô vô tình biết rằng Mitty đã quan sát mình thông qua camera nên đã ném nó đi. Mitty tức giận vì những công sức mình bỏ ra lại bị con điên này đổ bỏ. Vì tình cảm mù quáng điên rồ của à, đang chán đời vì bị phản bội, Zicky ngồi vật vờ bên bờ sông thì thấy Travis đến thả lưới bắt cá. Tâm hồn thiếu nữ phản động thấy anh chàng phơi phới trước mặt. Zicky đưa mồm đi chơi xa khi vô tình nói về những người mà Nat từng quan hệ khiến Travis tức giận bỏ đi. Travis về nhà và trách mắng Nat đã lừa dối mình, việc quan hệ với nhiều người khiến Travis không chấp nhận được. Hai người cãi nhau và quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Tối đến, gia đình Sona đang dùng bữa thì Ti đến gặp cô, sau đó hai người ra ngoài nói chuyện. Ti than rằng tình trạng sức khỏe ngày càng có vấn đề khi cô thường xuyên mộng du, rất có thể trong thời gian đó cô ấy đã làm những người thân bị ảnh hưởng. Sona đã khuyên Ti ở lại nhà mình cho tinh thần ổn định, hai người nằm tâm sự với nhau. Sona nói rằng, bản thân đang ngoại tình với người khác khiến Ti khá ngạc nhiên vì lần nào cô cũng biết tin về những việc làm mất nét của con mụ này đầu tiên mà, vẫn cảm thấy bình thường với điều đó, bởi lẽ tất cả bọn họ đều có vấn đề về tâm lý. Nat ngày càng chìm đắm trong sự đau thương, vì cái chết của Travis khiến cô không thể chấp nhận. Mitty quay trở về nhà và bị phóng viên đe dọa sẽ bẻ gãy cổ con chim mà cô yêu quý. Nhưng gặp khá nhiều chuyện nên cảm xúc của Mitty càng khó hiểu hơn, cô đột nhiên quay ra cư xử một cách tốt bụng với con tin của mình. Sáng hôm sau, Sona đến nhà của Adam để nói chuyện bởi cô nghi ngờ về thân phận thật của anh chàng. Mitty cùng những cô gái đã về đến nhà gỗ và mọi người vội đi tìm Ti và Vân trong rừng. Đi theo tín hiệu pháo sáng, họ đã tìm thấy nhau. Vân được mọi người làm sạch và khâu vết thương bằng những công cụ thô sơ khiến cơn đau nhân lên gấp bội. Sáng hôm sau, Laura đánh thức mọi người dậy và thông báo rằng bản thân sẽ khởi động chiếc máy bay gần đó để đi tìm sự trợ giúp, bởi nếu không cả đám sẽ chết hết, cũng như Vân đang cần được chữa trị. Zicky lúc này
cũng bắt Sona phải nói ra với mọi người rằng bản thân cô đang mang thai. Mặc dù thầy Ben không muốn làm điều này và ra sức ngăn cản, nhưng Laura quyết tâm thực hiện nó. Mọi người cùng nhau hợp sức dẹp đường bay một cách nhanh chóng. Để tìm ra sự thật về cái chết của Travis, Nat đã đến tìm cô bạn cũ làm ngân hàng, để nhờ cô ấy điều tra người đã đóng băng tài khoản đó. T quyết định nói ra tình trạng bệnh của mình với vợ, kể từ vụ rơi máy bay và mắc kẹt trong rừng cô ấy đã bị mộng du, và rất có thể chính bản thân đã khiến con chó mà con trai yêu thương rời đi mất. Để người thân an toàn, T đã kêu vợ và con trai đến nhà mẹ ở một thời gian cho đến khi mọi thứ trở nên tốt hơn. Sona về nhà ngồi một mình trên giường suy nghĩ và quyết định dọn tủ quần áo, thì vô tình thấy những hạt kim tuyến ở đó, đống tài liệu cô giấu trong két bí mật cũng đã không cánh mà bay. Sự mù quáng và sợ hãi đã khiến Sona phi thẳng đến nhà của Adam và chất vấn anh ấy. Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ, Laura chuẩn bị đồ đạc và chào tạm biệt mọi người để lên máy bay. Cô đã đọc sách về cách sử dụng máy bay rất kỹ trước khi làm điều này, những mặc cho thầy ngăn cản, cô ấy vẫn quyết tâm làm nó. Thực sự Laura đã khởi động được chiếc máy bay cũ kỹ này và bay lên bầu trời. Mọi người vô cùng vui mừng về điều này và chạy theo tạm biệt cô ấy cho đến tận bờ hồ. Laura lái máy bay đến gần vách núi và bỗng nhiên chú gấu bông bốc cháy và chiếc máy bay phát nổ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Sona điên cuồng tìm kiếm lục lọi khắp nhà Adam mặc cho anh ấy giải thích rằng bản thân không hề biết gì về điều này. Cho đến khi cô ấy tìm thấy tờ báo về vụ rơi máy bay năm đó, Adam nói rằng bản thân chỉ tìm hiểu về quá khứ của cô để biết thêm về người mình yêu, nhưng tâm trí của Sona đã trở nên méo mó, cô ấy thẳng tay đâm chết Adam, với những ký ức kinh dị hồi bị mắc kẹt trong rừng. Lương thực đã cạn kiệt, cả nhóm phải ăn giun trắng một cách khô khan và chán nản. Một bình rượu hoa quả lên men trong góc nhà, nên Ricky đã kêu gọi mọi người tham gia bữa tiệc chào đón sự diệt vong. Các cô gái chuẩn bị những đồ dùng cần thiết cho buổi tiệc tối nay. Mitty đến mời thầy Ben làm bạn nhảy của mình, nhưng vì để chiều cô ấy nên Ben đã phải nhượng bộ và nhận lời đồng ý. Sau khi giết nhân tình, Sona bình thản về nhà giấu con dao trong két bí mật, thì lại thấy đống nhật ký của mình quay về. Cô sợ hãi hỏi chồng đống kim tuyến bên trong tủ quần áo là sao thì lúc này, Jeff mới thừa nhận rằng chính anh là người đã tống tiền Nat và T bởi công việc kinh doanh của anh ấy đang trên bờ vực phá sản. Sona đành nói ra sự thật rằng, bản thân đã giết người vì nghĩ hắn là kẻ tống tiền mình. Mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ. Jeff không hề ngoại tình như Sona nghĩ, mà anh ấy chỉ liên hệ với cô gái kia vì công việc làm ăn. Tưởng rằng ông ăn trả bà ăn nem nhưng bản chất lăng loàn và bệnh hoạn của Sona là không thể bàn cãi. Jeff biết vợ mình ngoại tình và cô ấy cũng giết chết người đàn ông đó, nhưng anh vẫn chấp nhận tha thứ và còn định nhận tội thay cho vợ. Đúng là một người đàn ông tốt bụng hay ngu si không biết nữa. Không nhẫn tâm nhìn chồng bị bỏ tù, Sona quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên Adam và gán cho hắn cái tội tống tiền. Sau đó cô đi gặp T và Nat để nói rằng bản thân vô tình giết chết người đã tống tiền họ. Hắn chính là người mà cô vô tình gặp rồi ngoại tình. Trong một lần đến nhà hắn chơi, cô vô tình thấy chiếc túi tiền quen thuộc và nhận ra hắn chính là kẻ tống tiền. Mặc dù Nat tức giận vì Sona đã giết nguồn tin duy nhất, nhưng cô vẫn cùng hai người bạn nghĩ cách xử lý cái xác. Và người duy nhất Nat nghĩ đến lúc này chính là cô y tá Mitty. Ricky và Sona vào rừng kiếm mấy chiếc lá làm vòng. Ricky muốn đêm nay sẽ quan hệ với Travis để không chết khi còn là một trinh nữ khiến Sona khó hiểu. Mitty đến nhờ Ricky trang điểm và tâm sự về mối tình ngang trái với huấn luyện viên. Các cô gái đều bận rộn chuẩn bị trang phục và trang điểm lộng lẫy cho buổi tiệc tối nay. Mitty định dùng số nấm gây ảo giác để bò vào trà của huấn luyện viên, nhưng vô tình để quên trên bàn nấu ăn và bị cô bạn phụ trách nấu súp đổ hết đống nấm đó vào. Mitty đối xử với cô nàng phóng viên rất tốt, hai người trò chuyện như những người bạn thân thiết. Cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, là Nat đến tìm cô. Mitty vội ra mở cửa nhưng cô vẫn tức giận về chuyện hôm trước. Nat đến xin lỗi và mong cô giúp họ làm một việc. Bữa tiệc được bắt đầu vào lúc hoàng hôn, các cô gái đều lên đồ cùng phụ kiện tự chế tham dự bữa tiệc. T và Van cũng công khai mối quan hệ đồng giới của mình, rồi mọi người ăn súp một cách ngon lành mà không hề biết nó đã bị bỏ độc. Chỉ có Ricky là cố tình đổ bỏ bát súp vì không muốn ăn, cô đứng dậy gọi Travis đến nói chuyện. Mọi người cùng hát hò và uống rượu hoa quả, thấy Travis nhảy với Ricky nên Nat cũng tức giận mà rời đi cùng huấn luyện viên ra một góc trò chuyện. Cả hai ngồi tâm sự về cuộc đời của bản thân, nhưng được một lúc huấn luyện viên cảm thấy chóng mặt và nhận ra Mitty lại đầu độc mình một lần nữa. Nat cũng bắt đầu có những ảo giác, phía bên này các cô gái đang dần bắt đầu trở nên điên cuồng với những ảo giác của bản thân. Ricky dẫn Travis lên gác mái và trò chuyện về việc bản thân bị phản bội và mọi thứ trở nên vô nghĩa. Rất nhanh cả hai đã quấn lấy nhau và quan hệ lần đầu một cách rất trơn tru. Các cô gái nằm vật vờ bên ngoài và nhận ra mọi người ít dã đi đâu mất. Đến khi nhận ra Ricky và Travis không còn ở đây, họ đã điên cuồng chạy đi tìm vì cho rằng Ricky không được động đến đồ của Travis. Đôi bạn trẻ vừa hành sự xong thì đám con gái điên đã tìm đến. Chúng bắt đầu chỉ trích cô ấy và bám lấy Travis định hiếp dâm tập thể chàng trai.
Ricky bị Loti nhốt trong nhà kho. Vì quá sợ hãi bọn con gái thần kinh này, nên Travis đã bỏ chạy thục mạng vào rừng. Sona bắt đầu ảo giác rằng Travis là một con nai nên cô đã cầm dao chạy đuổi theo định thịt cậu ấy. Trong khi mọi người đang điên cuồng ngoài bãi thì Ti và Van cũng đang làm tỉnh tại bờ suối. Đến giờ mới nhận ra Mithy đã bỏ thuốc kích dục vào đồ ăn mới khiến cả đám trở về bản năng một cách tàn bạo như vậy. Huấn luyện viên tin rằng tình yêu là thứ cao cả nhất và khuyên Nat nên chạy đi tìm Travis và thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Nat nhận ra và chạy đi tìm tình yêu. Đến nhà gỗ, cô nghe thấy tiếng hét của Ricky mới vội mở cửa cho cô ấy. Cả hai chạy đi tìm Travis trước khi bị đám con gái giết chết. Mithy cũng tìm đến thầy Ben và muốn được quan hệ với thầy ấy, nhưng Ben tức giận và thừa nhận bản thân là gay và đã có người yêu. Đám con gái đã bắt được Travis, ảo giác cậu ấy chính là con thú nên Sona chu ản bị cắt cổ Travis. Rất may mắn Nat và Ricky đã tìm đến mới ngăn chặn được việc này. Loti dần trở nên điên và dần chạm mức thần kinh với cái gọi là quyền năng của bản thân. Sau một đêm điên rồ ngoài rừng, mọi người tỉnh lại và không nhớ bản thân mình đã gây ra những gì. Nat tìm Travis hỏi thăm tình trạng của cậu, nhưng anh ấy vẫn tỏ ra lạnh lùng với cô rồi bỏ đi tìm em trai. Mithy đến bệnh viện và thăm hỏi đồng nghiệp như thường lệ, trùng hợp thay lại có một bệnh nhân vừa đột quỵ qua đời đêm qua. Nat đưa Mithy đến xử lý cái xác cùng những vật dụng y tế cần thiết. Trước tiên, Sona sẽ phải chặt cái xác thành những phần nhỏ. Mithy yêu cầu cô ấy xóa bỏ những bằng chứng, cũng như vật dụng mà cô đã động vào. Sau khi cắt xong những phần của thi thể, rồi nhét chúng vào vali đem đi chôn tại công viên. Phần đầu và bàn tay sẽ được Mithy xử lý bằng cách cô giả vờ đến đám tang của bệnh nhân đột quỵ để chia buồn với gia đình và nhân cơ hội để nhét phần đầu của cái xác vào quan tài để được thiêu thành cho bụi không dấu vết. Mọi người nhận ra bản thân bị Mithy bỏ thuốc, nhưng thật sự nó là sự cố khiến Mithy bị bể kế hoạch. Bỗng nhiên một con gấu nâu xuất hiện khiến mọi người hoảng sợ. Loti cầm con dao và đến gần nó. Con gấu không hề có hành động gây nguy hiểm đến người, dường như nó đang bị đau và cần đến sự giúp đỡ. Nhưng Loti vẫn thẳng tay dùng dao đâm chết nó. Mọi người chung tay làm thịt con gấu cho bữa tối, mỗi người một việc nhưng không khí trở nên ảm đạm. Jeff cũng anh bạn thân đã đến buổi hội ngộ trường cũ khóa 96 và trò chuyện với mọi người trong lúc đợi vợ đến. Các cô gái cũng quay trở về nhà tắm rửa và lên đồ đến buổi gặp mặt như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Các cô gái duy nhất của đội áo khoác vàng bước vào hội trường trước cái nhìn ngưỡng mộ của mọi người. Nat đứng nhìn lại khu tưởng niệm của những người trong vụ rơi máy bay. Kevin đến hỏi thăm và rời đi với người mới. Anh không quên chúc cô sống hạnh phúc. Sona đến gặp bạn thân của chồng và đe dọa anh ấy không được hé răng nửa lời về kế hoạch của họ không sẽ nhận cái kết vô cùng bi thảm. Van đến tìm Ti để nói chuyện về những chỉ nghiệm, cũng như linh cảm của bản thân cô cho rằng ngoài kia có điều gì đó nguy hiểm. Nhưng hai người đã có trận cãi nhau rất to cho đến khi màn đêm buông xuống. Mọi người ngồi quây quần bên bếp lửa dùng bữa tối và bắt đầu tranh cãi về hành vi của Ricky. Họ cho rằng cô ấy đã đi quá giới hạn mà động đến người yêu của Nat. Ricky cũng không chịu đựng mà nói ra toàn bộ sự thật khi bị Sona phản bội và mang thai với bạn trai của mình. Nhưng đám này như bị bò bùa mê thuốc lú gì đó, chúng vẫn bênh Sona mặc cho cô ấy có làm những hành vi không thể chấp nhận. Hai người bạn thân cãi nhau, Ricky muốn đuổi Sona ra khỏi nhà, nhưng cuối cùng cô ấy mới là người bị mọi người đuổi đi. Một thân một mình bị đuổi ra khỏi nhà, đến tạo lửa cô ấy cũng rất khó khăn mới có thể đốt được củi. Mọi người không một ai có ý định kêu cô ấy vào trong nhà, mặc dù ngoài trời rất lạnh. Đêm đến mặc dù Ti đã kêu Sona hãy ra ngoài đưa Ricky vào nhà, nhưng cô ấy vẫn bỏ mặc bạn thân bên ngoài và đi ngủ. Đêm hội ngộ khóa 96 cũng chính là đêm tưởng nhớ đội bóng áo khoác vàng với những sự ra đi của các thành viên, những cô gái còn quá trẻ. Và rồi mọi người đến phần khiêu vũ dưới ánh đèn và tiếng nhạc du dương. Sau khi kết thúc bữa tiệc, Mithy về nhà và trò chuyện với cô phóng viên dưới tầng hầm. Vợ Ti dẫn con trai về nhà lấy một số đồ dùng cần thiết, bởi Ti đang bận tham gia cuộc tranh cử và hôm nay chính là ngày công bố kết quả. Mithy đã đồng ý thả cô nàng phóng viên đi, nhưng vì đã vô tình bỏ hộp thuốc lá vào thùng rác nên đã tìm lại và đưa cho cô ấy. Sau đó hai người chào tạm biệt và cô phóng viên lên xe rời đi. Trước khi đi, Mithy vẫn mỉm cười chào tạm biệt cho đến khi nhìn thấy cô phóng viên châm lửa hút thuốc. Vừa đi được một đoạn, cô phóng viên đã cảm thấy khó thở và nhận ra bản thân bị mắc bẫy vì Mithy đã tiêm thuốc vào trong những điếu thuốc của cô ấy. Gia đình Sona quay trở lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cả hai ngồi xem TV đợi con gái quay về. Jack gọi con gái vào ngồi, cùng cả nhà cùng xem một bộ phim trong lúc chờ Sona làm bỏng ngô. Bỗng nhiên TV chiếu tin tức về một nghệ sĩ tên Adam đã mất tích nhiều ngày và gia đình, bạn bè không có bất cứ thông tin gì về anh ấy. Tin tức này khiến gia đình Sona ai cũng có sự nhột nhẹ trong lòng, nhưng không ai nói ra. Ti cùng đồng nghiệp đang đón chờ kết quả được công bố trực tuyến trên TV. Trong khi đó, vợ Ti dẫn con trai quay về nhà lấy đồ đạc cần thiết. Xuống hầm, cô cảm thấy có cơn gió nhẹ thổi qua. Đi kiếm một lúc thì thấy vết máu kỳ lạ chỗ đường hầm. Cô lần theo vết máu và mò vào bên trong.
Với ánh sáng của chiếc điện thoại, cô hoảng sợ khi nhìn thấy bàn thờ kỳ lạ cùng những đồ chơi của con trai và chiếc đầu của chú chó mà con trai yêu thích lại ở đây. Đúng lúc này, thông báo Ti đắc cử giành chiến thắng trong cuộc tranh cử cùng sự chúc mừng của mọi người. Sáng hôm sau tỉnh dậy, ngoài trời phủ đầy tuyết trắng khiến Sona sợ hãi chạy xuống và xác của Ricky đã đông cứng và bị tuyết phủ trắng bên ngoài. Một cái chết lạnh ngắt và đáng thương bởi sự vô nhân tính của nhóm bạn. Nat trở về nhà và dọn dẹp đồ đạc, hình ảnh tử thi của Travis khiến cô nhớ lại những kỷ niệm với anh. Khi hai người thổ lộ tình cảm với nhau trong đêm giá lạnh trong rừng hồi đó, cô quá đau buồn mà định tìm đến cái chết. Khi chuẩn bị nổ súng, thì một nhóm người kỳ lạ đeo dây chuyền có biểu tượng kỳ lạ trong rừng phá cửa vào và bắt cô đi. Đúng lúc này, cô bạn làm ngân hàng mà Nat đã nhờ tìm hiểu trước đó báo tin đến và người đã đóng băng tài khoản của Travis chính là con nhỏ Loti. Liệu đây có phải là chùm cuối cho những sự việc kinh dị này? Giới hạn của con người là không tưởng, bị đẩy đến hoàn cảnh khó khăn bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy. Nhưng cùng với đó, sự biến tướng của tâm lý cũng không ngừng thay đổi. Liệu hành động của những cô gái này là bình thường và được chấp nhận chỉ vì họ còn quá nhỏ hay không? Liệu đây đã là toàn bộ sự thật của hành trình 19 tháng mắc kẹt kinh hoàng đó? Hãy cùng đón chờ phần 2 của đội áo khoác vàng trong thời gian tới.